Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha, là Nam đây ạ. Thì hôm nay có nhiều anh chị khách hàng hỏi Nam á là bây giờ anh chị có chiếc xe H Nam mà sao cái đồng hồ này tối quá, em chỉnh giùm anh chị cho nó sáng lên đi, hoặc là cái đồng hồ báo thời gian trên đồng hồ này nó bị sai rồi, em chỉnh lại giùm anh giùm chị đi. Thì video này Nam sẽ hướng dẫn anh chị cách tự chỉnh tại nhà luôn ha, không cần phải nhờ ai hết nha anh chị. Rồi vào thẳng vấn đề luôn. Đầu tiên thì chúng ta bật cái xe lên anh chị. Đó. Rồi anh chị quan sát nè, bên tay trái nè nó có hai cái nút nè, info A và info B nè anh chị. Đó, thì bây giờ lúc này anh chị nhấn giữ cùng một lúc hai nút này ha, nhấn giữ cùng một lúc nha, thì cho cái đồng hồ thời gian nó sẽ nhảy nè. Đó, nhấn giữ vô, nhấn giữ cố định khoảng chừng 4 giây 5 giây anh chị. Đó, thì lúc này cái múi giờ nó nhảy rồi ha. Sau đó anh chị nhấn giùm Nam cái nút A nè. Đó, để chỉnh chế độ 12 giờ hay là 24 giờ. Có nghĩa là 24 là qua 13, 12 giờ trưa tới 13 giờ 14 giờ. Còn nếu mà anh chị chỉnh chế độ 12 giờ thì nó qua 11, 12 giờ trưa có nhảy là 1 giờ, 2 giờ. Cái này tùy theo anh chị chỉnh ha. Nó ví dụ Nam chỉnh chế độ 24 nè. Đó, rồi, xong rồi, anh chị nhấn tiếp cái nút B ha. Chỉnh cái múi giờ 12, 24 xong rồi nhấn cái nút B một cái. Đó, rồi lúc này cái múi giờ cái thời gian mà cái múi giờ nó nhảy nè. Rồi anh chị nhấn tiếp cái nút A là nó sẽ chỉnh cái múi giờ theo ý của mình ha. Ví dụ như bây giờ nó muốn chỉnh là 5 giờ thì nhấn lên nè. Đó, 5 giờ. Ví dụ như anh chị lỡ nhấn hút nó qua 6 giờ thì anh chị nhấn hoài tới chừng nào nó quay trở lại đúng 5 giờ thì thôi. Đây. 2 3 4 5. Rồi sau khi chỉnh giờ xong rồi anh chị nhấn tiếp cái nút B nè, nó sẽ nhảy qua cái múi phút ha, là chúng ta sẽ chỉnh phút ha, dùng cái nút A chỉnh phút luôn. À, ví dụ như nó muốn chỉnh là 5 giờ 15 đi. Đây. Đó, nó lên hoài ha. Đó. Ví dụ như chúng ta qua lỡ qua cái 5 giờ 16 17 đó, anh chị nhấn tiếp hoài nó quay lại 59, nó sẽ quay lại 0 1 2 4 ha. Rồi sau khi chỉnh giờ xong ha. Rồi chúng ta nhấn nút B cái nữa. Là lúc này chúng ta sẽ chỉnh độ sáng tối của cái màn hình này nha anh chị. Đây, có hai cách ha. Một là anh chị nhấn cái nút A nè. À, nó sẽ tự động sáng nè, tối nè. À, nó có 5 mức ha, sáng cao nhất là 5 mức ha. Rồi nhấn cái nó giật xuống gạch nè, 4 3 2 1. Đó, còn không thì anh chị dùng cái lẫy chỗ này nè. Cái lẫy nhỏ chỗ này nè. Đó, anh chị gạt qua trái hoặc qua phải nè. Ví dụ gạt qua bên phải nè. Nó là mức 1 nè, gạt cái nữa mức 2, mức 3, mức 4 nè, mức 5 nè, cao nhất nè. À, còn không thì anh chị gạt qua bên trái cũng được. Đó, nó giảm dần. Nè, còn gạt qua phải là tăng dần, còn không thì chúng ta nhấn nút info A ha. À, nhưng mà Nam khuyến cáo là anh chị nên để cái mức 5, cái mức cao nhất nha. Để cho chúng ta dễ quan sát, đặc biệt là khi chúng ta đi ra ngoài trời nắng nha. Rồi, xong rồi, một đó là anh chị tắt khóa, còn hai á là anh chị nhấn cái nút B nè, nhấn hoài tới. À, chừng nào nó trở về chip là thôi, là bình thường ha. Còn nếu dù anh chị không biết, anh chị chỉnh cái độ sáng xong rồi anh chị tắt chìa khóa đi. Đó. Rồi anh chị mở lại. Là bình thường ha, là cái thời gian này nè. Đó, 5 giờ 15 nè, nó tự động cập nhật ha. Anh chị chiều anh chị chạy xe về anh chị đậu nhà, sáng anh chị mở lên thì cái đồng hồ thời gian này tự động cập nhật đúng ha. Đó, cái thứ hai, trừ khi nào mà anh chị tháo cái bình ắc quy hoặc xe anh chị rơi vào tình trạng hết bình á thì cái giờ nó mới không cập nhật được thôi. Còn chúng ta tắt xe chúng ta không sử dụng, hôm sau chúng ta mở lên thì đồng hồ vẫn đúng như bình thường ha. Còn cái độ sáng tối này cũng vậy luôn, chúng ta chỉ cần chỉnh một lần thôi. Đó, một khuyến cáo là nên chỉnh ở mức độ cao nhất nha. Và cái cách làm này áp dụng cho tất cả các xe SH Nam 125, 150i, 160i từ đời 2020 tới 2024 luôn nha anh chị. Tức là cái form này nè. Đó là cách làm, cách chỉnh giống nhau hoàn toàn ha, từ 20 đến 2024 luôn, và 125, 150, 160 là cách làm giống nhau ha. A, B, C, B thì cũng vậy hết. Đó. Đó là rất là đơn giản và anh chị có thể thực hiện tại nhà luôn, không cần phải nhờ ai hết nha anh chị. Chúc tất cả các anh chị thực hiện thành công ha. Nếu như anh chị cảm thấy thông tin của Nam hữu ích đó, thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nam cũng như là cập nhật thêm những thông tin mới nhất về xe nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của Nam. Xin chào.